nắng lên chói hả? Sức khỏe ngon lành là ngon rồi anh nông dân. Anh em mình cầu mong anh em giữ gìn được sức khỏe là ngon rồi. Làm gì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe. Tập thể dục thể thao tí xíu. Em nói thì hay lắm nhưng mà thời gian vừa rồi em làm quá trời luôn, em không có thời gian em đi tập thể dục thể thao cái con khỉ gì hết. Ở Mỹ ảnh hưởng đến ngành nail khá rõ, khách làm nail giảm nhiều. Dạ đúng rồi anh, em thấy ảnh hưởng hết tất cả luôn đó. Anh cũng bình thường ra về ngành nail hả, em thấy cũng nhiều người cũng rên lắm đó. Lúc này làm tiền lợi nhuận thu vô bị thấp phải không? Khách bây giờ nó không còn vô mà nó bỏ tiền đồ ra nó làm giống như hồi thời xưa nữa đâu. Hồi xưa thì vô xài sang lắm, còn bây giờ thì em đang ở El Paso hay về Houston rồi? Em về rồi anh ơi. Em dọn về rồi, không ở El Paso nữa. Em về Houston, bây giờ em đang ở Houston với Dallas. Đó, ghê chưa? Hình như Dallas là gần chỗ anh thì phải đó. Chạy đi chạy, chạy lên chạy xuống. Chạy hoài à. Em mới mua cái nhà ở Dallas. Còn ở Houston thì chỗ này cũng từ nào giờ thì em để ở đây, vẫn để đây thôi. El Paso xa quá anh, với em ở đó từ xưa giờ lâu rồi, bây giờ chán rồi không thích nữa. Với El Paso nó ở sát biên giới, nó ở sát biên giới Mexico quá, loạn quá, ghê quá. Nào là nhập cư cướp bóc rồi băng đảng gì, ôi rồi nó bắn nhau y như là ở dải Gaza. Em dọn hồi đó em ở đó em làm ăn em đâu chịu đi đâu, ai cũng kêu về lại dưới này mà em không chịu đi, thôi cuối cùng đi về dọn về đây hết, không ở đó nữa. Em cũng có bạn đồ làm trong ngành nail nhiều lắm, cũng rên quá trời luôn. Để em nói sơ sơ bảo hiểm cho anh chị em mình nghe ha. Cái này là em nói là chỗ em nha, em không có nói bao quát hết cả toàn nước Mỹ đâu. Nước Mỹ á mỗi chỗ mỗi khác, nói khác thì khác vậy thôi chút chút, nhưng mà nó cũng mình kêu là xem là cũng giống giống nhau, nó khác một phần nhỏ thôi chứ không phải là hai khác ấy đâu, cũng chung một nước mà. Nó thì giá cả nó chênh lệch xíu. Em có một cái nhà em có một cái nhà mà cái nhà của em á thì nó trị giá khoảng chừng chắc cũng không tới 400, 300 mấy thôi, tại lúc này kinh tế nó cũng đang nhà cửa nó đang đi xuống, giá nhà bên Mỹ nó cũng rớt dữ lắm. Lúc này chỗ em nó cũng rớt lắm. Chỗ em là ở ở Texas.
Texas, Việt Nam mình có nhiều người kêu Texas đó, đó thì nó vậy á, Texas đó. Nó chỗ em á, cái khu của em thì căn nhà của em nó trị giá cũng cỡ, nếu mà 1-2 năm vừa rồi mà nhà cửa nó còn giá ok thì chắc cũng cỡ 400 ngoài, mà giờ chắc còn em cho 300 mấy thôi. Giá nhà thì xuống mà bảo hiểm của em á, để coi 2 năm trước, coi như coi 3 năm đi, em mua cái hãng bảo hiểm này là 1.000, 1.400, 1.000, một nô 1.600 400 đồng 1 năm bảo hiểm nhà. Mà năm sau nó phóng một cái dù lên 2.400 một năm. Anh chị em thấy sợ giờ, từ 1.600 400 mà nó lên 2.400 một năm. Đó, em bức xúc quá em gọi lên em nói chuyện với tụi bảo hiểm, em nói sao kỳ vậy, nhà cửa tao đang ở đang yên đang lành, đâu có cái gì đâu, tao đâu có gọi tụi bay để sửa nhà sửa cửa cái con khỉ gì đâu, sao tự nhiên tụi bay lên. Nó nói ok thôi tao xin lỗi những cái gì mà mày không có được vui hen, xin lỗi nha, bây giờ vật giá leo thang cái gì cũng mắc, nó bắt đầu nó đưa vô nó đưa vô mấy cái kiểu như là lạm phát đồ này kia kia đó đó, nó đưa vô nào là bị lạm phát, nó lạm phát cho đã đời, xong bắt đầu nó đưa vô thời tiết, nó nói mày thấy không, mấy năm gần đây thời tiết mưa bão hư nhà hư cửa rồi tụi tao phải sửa tốn cái ổ, trời ơi, nó làm cho 1 giây mình nói gì nói nó cũng yes sir đàng hoàng lịch sự vậy đó, nhưng mà mày chịu thì mày mua, còn không chịu thì biến. Ồ, kiểu vậy đó. Rồi cuối cùng mình cũng chịu, bắt đầu mình đi kiếm vòng vòng những hãng bảo hiểm khác, nhưng mà thật sự anh chị em biết không, không có hãng bảo hiểm nào rẻ hơn nữa. Bà mẹ nó lên đồng loạt, nó lên hết cả nước Mỹ bảo hiểm, cả cái tiểu bang chỗ em ở bảo hiểm nó lên đồng loạt, nó chơi vậy mà nó tăng đó. Rồi cái chịu, mình cuối cùng mình chạy vòng vòng mình kiếm không không được nữa, thôi ở lại với nó 2.400 2.400. Xong rồi cái đó là hồi năm rồi, bây giờ năm nay mới là ghê nè. Tháng 11 vừa rồi là mới đây nè, thì cái bảo hiểm của em mỗi năm nó hết hạn là cuối tháng 10, thì làm gì làm trong tháng 11 mình mua bảo hiểm mới đó, thì mình mua bảo hiểm mới. Anh chị em biết không, ở đây á cũng có rất là nhiều người họ không mua bảo hiểm, không sao, không mua bảo hiểm với điều kiện là căn nhà của mình phải trả hết, chứ còn căn nhà mình mà còn nợ ngân hàng á, ngân hàng nó bắt buộc mình phải mua bảo hiểm. Cho nên á, chừng nào á mà người nào mà không mua bảo hiểm á thì ok, thí dụ căn nhà đó người ta trả hết tiền rồi thì người ta có thể người ta không mua bảo hiểm. Nhưng mà em nói thiệt, bão vừa rồi mấy trận vô rất là nhiều người tay trắng mà ra đi, còn thôi ở trong căn nhà tan nát hết, bão nó dập nó ngập hư nhà hư cửa, nó ngập xong rồi đâu có mua bảo hiểm đâu, bây giờ nhà bay nóc bể này bể kia, nước ngập vô nhà. Mỹ nó khác nhà Việt Nam là như thế này, nhà Việt Nam á ngập vô tư, nước vô nhà nước cạn, lấy vòi nước vô xịt, còn xịt rửa nữa, rửa sàn nhà rửa vách tường xịt cho nó sạch, còn nhà ở Mỹ á nước mà vô nhà là banh đó, nhà ở Mỹ nước mà vô nhà là banh nhà. Em xin lỗi, mình được sống sung túc mà thấy thương người dân Cuba. Dạ đúng rồi anh, người dân Cuba sống khổ tội nghiệp quá, bị mấy cái thằng ma này nó cấm vận mà. Ồ, em đang ở Đà Lạt gần chỗ anh, thì hôm nào mình hẹn nhau giao lưu nhé Việt. Rồi ok, đang bình tâm lỡ sức cho vai
Loan mua nhà mua xe giờ tăng, đúng rồi anh, giờ tăng 6-7% á, 6-7% luôn. Mấy người mà có cái uy tín tốt hay gì đó cũng vẫn phải trả lãi suất rất là cao, bởi vậy giờ mua nhà ghê lắm. Đó thì em nói nhà bên bên Mỹ này nè, mà khi mà nước nó đã vô rồi đó, tại vì nhà bên này Mỹ này người ta lót thảm là một, anh không lót thảm thì anh lót gỗ, mà anh không có lót gỗ nữa thì anh lót gạch, mà gạch ở bên Mỹ này nó mỏng lắm, gạch đồ này kia khi mà nước vô á cái là nó bong lên hết à. Ở có nhiều người ở lì liều cứ để về ở, nhưng mà đi vài bữa nó bong nó tróc lên hết, nước vô là hư rồi. Cái vách tường á thì đâu phải là xi măng giống như là ở, đâu phải như là xi măng giống như ở Việt Nam mình đâu. Cái vách tường á là bằng một cái loại nó kiểu giống như là giấy mà nó ép, nó xay ra như là bột vậy đó, xong nó ép lại nó làm thành những cái vách tường đó, rất là mỏng đó. Nó khi mà nước nó vô á thì nó sẽ bị thấm nước vô trong đó, bắt đầu nó bị để em coi coi, nó bị thấm vô trong đó rồi bắt đầu nó hôi, nó thấm vô trong rồi bên trong cái vách tường đó người ta nó bọng, người ta có lót nó giống như là bông gòn vậy đó, để làm chi, để cách cái nhiệt độ mùa đông hay là mùa mùa hè đó, người ta có bỏ rất là nhiều cái lớp bông gòn ở trong chính giữa đó. Thì anh chị em biết không, nhà mình á, năm qua năm, năm 7 năm 10 năm mười mấy hai ba chục năm gì đó, nó lâu ngày đó, mà khi mà nước nó vô cái nó thấm từ ở ngoài nó thấm vô trong, ôi trời ơi nó thối rầm căn nhà lên. Cho nên á là nước mà vô rồi một cái á là phải lột cái khúc vách tường đó ra, ví dụ như nước nó ngập lên nửa mét đi thì mình canh cái mực nước nó tới chỗ nào đó, bắt đầu cắt cắt cái vách tường đó, cái khúc đó đó, cắt cái lớp tường mà Việt Rai nói là giống như là giấy mà nó ép lại nó làm cái vách tường đó đó, cắt có cái máy cắt 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 cắt, cắt ra hết, phải đóng lại vách tường mới, thay lại cái nền nhà, mà mấy cái quỷ đó đụng vô thì chỉ có bạc ngàn, tiền không là tiền, tiền 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 tiền. Cho nên á mình không mua bảo hiểm cũng nguy hiểm lắm, phải mua bảo hiểm. Thì đó, bảo hiểm của nhà Vietrite từ 2004 mấy, mà năm nay nè đang yên đang lành chuẩn bị hết bảo hiểm, nó gửi tờ giấy về, nó gửi cái bill á, cái bill tờ giấy báo để mình biết mình đóng bảo hiểm, mình gia hạn tiếp bảo hiểm của mình sang năm. Nó ện cho Vietrite 4.000 lẻ mấy đồng, thấy kinh khủng chưa, từ 2004 nó lên cho Vietrite 4.000 lẻ mấy đồng cho một năm, cho cái năm tiếp tới nè, cho tới từ bắt đầu tháng 11 này cho tới hết năm 2023 qua tới tháng 11 năm 2024 mới 4.000 mấy. Mẹ nó lên một cái tôi nói quá, té ngang té lửa luôn, mình cũng tưởng, mình cũng gọi lên mình chửi bới quá, chiến đấu với nó một tăng cuối cùng cũng thua, nó nói ok bây giờ nó vậy đó, lên hết cái gì cũng mắc, cái gì cũng lên hết á. Cái xong rồi cái chịu không nổi, bắt đầu chuyến này Vietrai đi cũng đi kiếm nữa, cũng đi vòng vòng kiếm hãng bảo hiểm khác, mình kiếm được cái hãng bảo hiểm khác rẻ hơn. Kiếm được cái hãng này rẻ hơn, hãng này hình như 2.500, kiếm được cái hãng này 2.500. Mà anh chị em biết sao không, nó nói mày phải cho tao coi cái giấy biên lai là cái receipt á, cái mái nhà của nhà mày để lên bao lâu rồi. Nhà của mình ở bên này mỗi lần mua bảo hiểm anh chị em biết không, à, nó đau khổ, nó tới nó phải coi cái mái nhà của mình mới hay là cũ, tại vì có nhiều người á
mái nhà cũ không thay á, nó sợ lắm. Mua bảo hiểm năm trước năm sau bị dột, hay là gió thổi mạnh bung cái gì cái là nó phải tới nó thường. Cho nên nó tới nó kiểm tra, nó cho coi cái coi mái nhà. Trời ơi, cái mái nhà thì nói đúng cái nhà này của Vietpearl thay cái mái nhà cũng mấy năm, chắc cũng thay năm 2020, đúng rồi, năm 2020 Việt Nam có thay cái mái nhà mới. Bà nội nó mấy năm trời rồi mình có giữ nó đâu, mà mình đâu có ngờ bây giờ nó chơi cái chiêu nó đòi coi cái giấy cái receipt. Môi móc gần chết. Rồi cuối cùng cũng moi ra được cái thằng hồi đó nó làm. Kêu nó mày làm liền cho tao cái receipt. Mày làm cho tao cái receipt. Hồi xưa mày gắn lên cái mái nhà của tao vậy 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 ơi. Ồ, anh làm xong đưa cho tụi kia mới lấy được cái deal đó, cái bảo hiểm mới, rồi bây giờ lại đổi qua cái hãng bảo hiểm mới. Đổi qua cái hãng bảo hiểm mới cái mà nó cho người tới nha. Nó cho người tới chụp hình mái nhà mình nè, coi mình có nói đúng không, đưa cái receipt rồi mà có còn cho người tới chụp hình nữa. Rồi nó cho người đi vô nhà, không phải đi vô mà đi tới nhà mình á, chụp hình ở ngoài, đằng trước, đằng sau. Nhà mình gì, nó gọi điện thoại tới cho Vietpearl, nó nói là hôm nay tao đại diện cho hãng bảo hiểm đó, tao tới tao chụp hình nhà mày. Mình nói nhưng mà nhà tao đóng cửa hết trơn rồi, rồi đằng sau cổng kiết gì tao đóng cửa hết trơn rồi, tao đâu có ở nhà đâu. Nó nói mày không cần, mày yên tâm đi. Nó chụp hình bằng cái drone đó anh chị em. Cái chiếc cái máy bay mà có cái camera đó. Nó đứng ở ngoài nhà mình, nó chỉnh cái máy bay đó bay vòng 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 nhà mình ở trên chụp xuống, bay ra đằng sau hè. Đáp xuống đằng sau hè nhà mình nó chụp vô, chụp xung quanh đằng sau vách tường sau nhà mình đồ. Xung quanh đồ coi coi sao sao bắt đầu về, nó coi lại xong rồi nó mới đồng ý nó bán. Bà nội nó thấy dã man không? Lấy được cái điều này rẻ hơn mà công nhận nó giật mình cũng te tua. Mà cái hãng này á, Vietrai cũng mua, thấy nó rẻ thì mua thôi, chứ mình cũng chưa có biết là thấy cái tên nó cũng lạ lạ cho nên mua đại mà cũng chưa có biết là hãng này ngon hay là không, nhưng mà thôi mua là ok rồi. Cái gì chứ sợ lắm. Nhà ở Mỹ xây bằng gỗ mà bị lũ lụt ngập lâu thì sẽ hư hỏng hết. Đâu cần ngập lâu đâu, đâu cần ngập lâu đâu anh đang bình tâm, nước mà vô một cái là anh phải thay rồi chứ anh đâu có để nó ngập được. Nước nó vô nó thấm vô. Nước nó vô nó thấm vô đó. Nó thấm vô một cái mà anh phải thay, anh không thay á thì nó sẽ bị mấy cái nó kêu là gì, nó mọc nấm đồ lên đồ này kia, nó loang ra thấy ghê lắm, hôi hám lắm. Đó cho nên căng lắm đó. Mà mấy thằng bảo hiểm là mấy cái thằng ác thiệt á, bà mẹ nó đâu có ai trông mong nhà cửa mình bị cái gì đâu, nhưng mà tụi nó cứ lụm tiền à, lên là tụi nó lụm. Mà cứ đâu có cái gì xảy ra hay gì đâu, nó cũng tự động nó lên, nó đổ thừa cho thời tiết này kia kia nọ mà nó lên dã man. Là cái đó bảo hiểm nhà rồi bảo hiểm xe của em nó cũng lên luôn.